Hi, do you want to speak English better? Do you want to improve your pronunciation and fluency? This course will take your English speaking skills to the whole new level. Throughout this course, you will change how you speak English, and also, you will become more fluent and accurate when you speak. Are you ready? Chào mừng các bạn đến với khóa học phát âm chuẩn và luyện nói hai như người bản ngữ của giảng viên Nguyễn Cảnh Tuấn. Khóa học gồm 46 bài hướng dẫn các bạn một cách chi tiết, cách phát âm chuẩn tất cả các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh. Điều đấy có nghĩa là sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể tự tin phát âm đúng gần như mọi từ trong tiếng Anh. Điểm đặc biệt hơn đó là hơn một nửa thời lượng của khóa học được dành cho phần luyện nói hay, nơi bạn sẽ được học cách nhấn nhá, lên xuống và cách ngắt câu khi nói tiếng Anh. Một kỹ năng mà gần như chưa có bất kỳ một khóa học online nào có. Khóa học không chỉ phù hợp với những người mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh, mà còn phù hợp với những người học tiếng Anh lâu năm, muốn cải thiện kỹ năng nói của mình. Nếu bạn muốn mình nói chuẩn hơn, nhanh hơn và hay hơn, thì đây chính là khóa học dành cho bạn. Hãy truy cập vào unica.vn để đăng ký ngay hôm nay các bạn nhé! Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.